Thưa quý vị, mở cửa trở lại sau thời gian tạm dừng vì dịch COVID-19, đến nay lượng bạn đọc đến Thư viện Tổng hợp Đà Nẵng đã tăng dần. Bên cạnh nâng cao chất lượng phục vụ, Thư viện cũng luôn chú trọng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người dân khi đến mượn, trả, đọc sách. Ngay lối vào tiền sảnh, Thư viện Tổng hợp Đà Nẵng đã bố trí máy đo thân nhiệt và dung dịch rửa tay sát khuẩn. Mã QR dùng để khai báo y tế cũng được đơn vị dán ngay tại lối ra vào để người dân quét mã, đảm bảo cập nhật đủ thông tin, không bỏ sót trường hợp nào. Mỗi bạn đọc đến với thư viện cũng tự giác chấp hành các quy định. Mỗi người ý thức được rằng bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng chính là bảo vệ sức khỏe cho bản thân trước tình hình dịch vẫn còn diễn biến khó lường. Mình sẽ hạn chế đến nơi đông người, đồng thời là mình luôn phải mang khẩu trang cũng như là sát khuẩn tay. Thì với lại là mình luôn là đảm bảo là giữ khoảng cách với mọi người để mà không có tiếp xúc hàng hóa. Theo mình nghĩ thì về đọc sách thì mọi người thường là ít khi tiếp xúc lẫn nhau, cho nên là nó cũng sẽ an toàn hơn so với các hoạt động khác. Dù số lượng bạn đọc quay trở lại thư viện không quá đông như trước, tuy nhiên tại các phòng đọc, phòng đổi mượn, nhân viên phụ trách tại đây đều túc trực để nhắc nhở mọi người thực hiện quy định 5K. Thì thư viện đã bố trí cái bàn sát khuẩn cũng như là máy đo nhiệt độ để bạn đọc thực hiện các thao tác trước khi vào sử dụng các dịch vụ của thư viện. Ngoài ra thì thư viện còn chủ động giãn cách chỗ ngồi cho bạn đọc đọc tại chỗ cũng như là vị trí của bạn đọc mượn trả tài liệu. Trước tình hình dịch bệnh, Thư viện Tổng hợp Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh thư viện số, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin để có thể phục vụ bạn đọc bất kể thời điểm nào. Bạn đọc có thể truy cập vào 3 địa chỉ website của Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, cụ thể là tại địa chỉ https://thuviện.danang.gov.vn. Trên tất cả các thanh công cụ, sách điện tử, thư viện điện tử, tài liệu số để tìm đọc nguồn tài liệu sách báo trực tuyến. Thư viện cũng đẩy mạnh cái cung ứng các dịch vụ trên mạng xã hội cũng như để mà linh hoạt trước tình hình của dịch bệnh, nên là số lượng bạn đọc và đến trực tiếp sử dụng thư viện là ít hơn, đa phần là trực tuyến và một số ít là đến thư viện ạ. Với chủ trương thích ứng an toàn, hiệu quả với đại dịch, mọi hoạt động trên địa bàn thành phố đã dần trở về với nhịp sống bình thường. Việc đảm bảo an toàn phòng dịch tại thư viện nói riêng cũng như các địa điểm công cộng nói chung sẽ góp phần giúp thành phố kiểm soát dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội.